Chị áo bạn quay trở lại xe sống vn. Sau nhiều lần lỡ hẹn vào năm ngoái thì cuối cùng phiên bản facelift của MGHS cũng đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên thì cho tới thời điểm hiện tại thì chiếc xe này mới có mặt ở showroom ở Hà Nội để mình có thể giới thiệu nhanh cho các bạn. Vậy thì ở trên phiên bản nâng cấp cập nhật của MGHS 2024 có những điểm gì mới, có những điểm gì khác biệt so với phiên bản cũ thì ngay giờ chúng ta cùng nhau đến với video ngày hôm nay. Tại thị trường Việt Nam thì MGHS sẽ nằm ở trong phân khúc SUV cỡ C và chiếc xe này sẽ phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh như là chiếc Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson hay là Honda CR-V. Về mặt kích thước tổng thể cũng như là chiều dài cơ sở của xe thì mình sẽ chiếu ở trên màn hình để các bạn có thể tiện thể theo dõi. Nếu mà so với cả chiếc MG RX-5 ra mắt vào năm ngoái thì MGHS sẽ có chiều dài cũng như là chiều rộng tương đương. Tuy nhiên thì trục cơ sở của MGHS sẽ nhỉnh hơn một chút so với cả RX-5. Trong khi đó thì so với cả chiếc Mazda CX-5 thì mẫu xe này sẽ có kích thước tổng thể chênh lệch không quá lớn so với cả đối thủ. Dưới thời nhà phân phối mới thì MGHS 2024 đã bán trở lại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản lắc đang đứng ngay cạnh bên mình đây. Và mức giá cho hai phiên bản này thì sẽ lần lượt là 699 triệu và 749 triệu đồng. Như vậy là so với cả phiên bản cũ thì MGHS phiên bản hiện tại đã có mức giá bán hấp dẫn hơn và mức giá khởi điểm của chiếc xe này thì sẽ tương đương với cả một số mẫu xe ở phân khúc SUV cỡ B thấp hơn. Ngoài ra thì MGHS 2024 sẽ không còn được nhập khẩu từ Trung Quốc nữa mà chiếc xe này sẽ được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Do đó thì ngoài một mức giá hấp dẫn thì nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe này cũng sẽ là một lý do khiến MGHS thay đổi cách tiếp cận đối với người tiêu dùng Việt Nam. Về mặt thiết kế thì MGHS 2024 sẽ có một diện mạo mới với những thay đổi tập trung chủ yếu ở phần đầu xe. Như các bạn có thể nhìn thấy thì phần mặt ca lăng ở phía trước của chiếc xe này sẽ có một họa tiết là các nan dọc hình lượn sóng và được mở rộng sang hai bên giống hệt với cả chiếc sedan MG5. Bên cạnh đó thì ở hai bên đầu xe chúng ta sẽ có cụm đèn pha LED dạng chó phản xạ và một dải LED định vị ban ngày nằm ở phía bên trên đã được thiết kế lại trông bắt mắt hơn. Trong khi đó thì xi nhan của MGHS 2024 sẽ nằm tách biệt xuống phía bên dưới cản trước của xe và được đặt dọc nằm ở hai bên phần cản như các bạn có thể thấy ở đây. Đó. Tiếp tục ra tới phần thân xe thì MGHS 2024 sẽ được trang bị một bộ la răng mới có thiết kế dạng 5 chấu đơn phay xước. Và bộ la răng này thì sẽ có kích thước là 18 inch. Cả hai phiên bản của MGHS 2024 thì sẽ đều được trang bị bộ vành này và đi kèm với lốp Goodyear có size lốp là 235/50 R18. Tiếp tục lên tới phía trên này thì chúng ta sẽ có một phần gương chiếu hậu tích hợp xi nhan LED, camera 360 cũng như là sấy gương cho cả hai phiên bản. Cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến ra tới phần sau xe để xem có gì nổi bật không nhé. Cuối cùng thì ở phía sau phần đuôi xe thì cụm đèn hậu LED của MGHS 2024 đã có một thiết kế mới với đồ họa bên trong trông hiện đại hơn. Và ở phía dưới cản xe của chiếc xe này thì mình thấy rằng cản sau sẽ được trang bị đầy đủ 4 cảm biến sau, cũng như là đối với phiên bản cao cấp nhất là phiên bản lắc này thì sẽ được trang bị tính năng là cốp đóng mở điện. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào khám phá nội thất ở bên trong của chiếc xe này xem nào. Bước vào bên trong khoang lái của MGHS 2024 thì mình thấy rằng xe có một cái thiết kế nội thất không khác biệt quá nhiều so với cả phiên bản cũ. Ở trên này thì mình thấy rằng xe toàn bộ cái hàng ghế trước này, cả hai ghế đều sẽ có cái form ghế thiết kế thể thao ngồi rất là ôm người. Và cả hai ghế, ghế phụ cũng như là ghế lái như mình thấy là đều có tính năng chỉnh điện và có cả sưởi ghế nữa. Toàn bộ ghế thì sẽ là bọc da cho cả hai phiên bản. Tuy nhiên thì mình thấy rằng cái phần da ghế ở trên MGHS mình thấy nó tương đối cứng, sờ không được mềm mại cho lắm. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn sẽ có một vô lăng thiết kế dạng đi cắt bọc da quen thuộc và một màn hình trung tâm giải trí có kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Và phía bên dưới này thì sẽ là một hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cũng như là có thêm cả tính năng lọc không khí nữa. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì xe sẽ không được trang bị lẫy chuyển số này,
xe sẽ không có các chế độ lái, cũng như là phía sau vô lăng sẽ là một màn hình analog kết hợp với một màn hình LCD cỡ nhỏ thôi. Còn đối cả phiên bản lắc cao cấp nhất mà mình đang ngồi ở trên này thì phía sau vô lăng sẽ là một màn hình full kỹ thuật số và lẫy chuyển số sau vô lăng. Đặc biệt là ở trên phiên bản lắc cao cấp nhất, chúng ta sẽ còn có một chế độ lái là Super Sport tích hợp luôn ở trên vô lăng. Bên cạnh đó thì xe cũng sẽ có rất nhiều chế độ lái khác như là Eco, Normal, Sport hay là Custom. Đó. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ có hệ thống camera 360 để mình thử xem chất lượng. Nếu mà theo cá nhân mình đánh giá thì chất lượng camera 360 của MHS này cũng chỉ ở mức đủ dùng thôi. Có thể là do trong showroom điều kiện cũng hơi tối một chút. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn sẽ có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, các trang bị gọi là cơ bản rồi, với cả có cả hỗ trợ đổ đèo nữa. À, đối với cả phiên bản HS Lux này, ở trên hai bên cột A chỗ gần cái màng loa này, chúng ta sẽ có thêm cả cảnh báo điểm mù ở đây nữa. Đó. Tiếp theo thì quên, ở phần xung quanh cái phần bên dưới mặt táp lô này, chúng ta sẽ có các cái đường viền đèn nội thất ambient light, chúng ta cũng có thể tùy chỉnh màu sắc ở trên hệ thống đèn viền này được. Cuối cùng thì mình sẽ khám phá nội thất hàng ghế thứ hai của chiếc xe này xem thế nào. Bước xuống hàng ghế thứ hai thì dĩ nhiên đối với một chiếc SUV cỡ C này thì chúng ta sẽ có một khoảng trống phía trước phần đầu gối rất là rộng rãi như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Bên cạnh đó thì ở trên hàng ghế thứ hai này chúng ta có thể điều chỉnh được độ ngả lưng xuống 2 nấc, đây là mức xuống sâu nhất. Thì mình thấy rằng độ ngả lưng của hàng ghế thứ hai này lớn, mang tới một cảm giác ngồi thoải mái khi mà chúng ta di chuyển đường dài. Bên cạnh đó thì sẽ có một số những tiện ích khác như là cửa sổ trời toàn cảnh này, hai cửa gió điều hòa phía sau, hai cổng sạc USB-A, và chúng ta sẽ có một cái hộc để bệ tí tay ở đây, có giá đề cốc này. Đó, với cả một cái hộc để đồ nho nhỏ ở đây để chúng ta có thể để một vài thứ lặt vặt linh tinh. Đó. Đối với cả phiên bản lắc này thì trên MHS sẽ được trang bị thêm cả gói an toàn chủ động nữa, với nhiều tính năng như là ga thông minh này, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, tự động. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không được trang bị gói ADAS. Trong lần trở lại này của MHS 2024 tại thị trường Việt Nam thì mẫu xe này sẽ chỉ được cung cấp duy nhất một cấu hình động cơ là 1.5 lít tăng áp và sẽ không còn khối động cơ 2.0 lít tăng áp giống như phiên bản trước nữa. Và cỗ máy 1.5 lít tăng áp thì sẽ cho công suất tối đa là 160 mã lực và mô men xoắn cực đại là 250 Nm, kết hợp với cả hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. Và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu rất nhanh chóng về những điểm khác biệt ở trên chiếc MHS 2024 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của xe đời sống.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.